Xin chào các anh em. Đầu năm mới thì anh em luôn quan niệm là mua lửa để may mắn. Thì hôm nay để Va Shop giới thiệu với anh em một chiếc bật lửa diêm xăng. Đó, vừa có thể làm cái móc khóa để anh em đỡ tránh tình trạng là quên mất chìa khóa. Đây, móc chìa khóa vào, quên mất chìa khóa. Đó, mà nó rất là đẹp và thời trang nữa. Đó, tiện cho anh em có thể khi nào thích quẹt lửa lên thì cũng có thể mở ra như này, quẹt lên. Đó, đó, quẹt rất là nhạy lửa. Đấy, anh em để ý này, cái này nó có thêm được cái gioăng để tránh tình trạng băng xăng bay ra, hỡ hơi ra nhiều. Đó, cho nên là cái này rất là bền xăng. Đó, mà đỡ tốn xăng anh em nhé. Anh em chỉ cần đổ một chút xăng vào trong này, đổ một chút xăng vào trong này là có thể dùng được rất là lâu. Sản phẩm này được mạ sơn tĩnh điện. Đó, anh em nhìn thấy đường nét những chi tiết của sản phẩm rất là bóng, rất là đẹp. Đó, kỳ đẹp luôn. Đấy, đây còn có một cái móc vào cặp quần, anh em có thể đỡ quên mất chìa khóa. Đó, rất thời trang, rất là đẹp mắt. Đó, sản phẩm này thì được bán tại Đề Va Shop. Anh em mua hàng thì comment trực tiếp vào cái clip này nhé. Sản phẩm được bán với giá là 250.000 và miễn phí giao hàng đến tận nơi trên toàn quốc anh em nhé. Hãy comment ngay số điện thoại ngay bên dưới. Đó. Ngoài ra thì anh em còn trong hộp, anh em để ý này, trong hộp đựng một sản phẩm nhé. Nó còn có thêm một cái phía đầu này, anh em mở ra anh em lấy thêm xăng để dự phòng vào đây nhé. Đây nè, đó, em nhìn rõ không ạ? Bên trong này có một lọ xăng nhỏ để dự phòng, anh em đổ vào bên trong cái móc khóa để anh em sử dụng. Đó, hộp đựng thì rất là sang trọng. Đấy, anh em có thể làm quà tặng người thân, bạn bè hay bất cứ ai. Đó, rất là đẹp. Đó, hãy đặt hàng ngay dưới clip này anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.